Tổng thống Maduro xét lại liên hệ với Colombia, tin từ Caracas, sau khi lên án việc Tổng thống Juan Manuel Santos gặp nhà lãnh đạo đối lập Hendrik Capriles. Ngày hôm qua, Tổng thống Nicolas Maduro kêu gọi phục hồi lại liên hệ tốt giữa Venezuela và Colombia. Hợp với các bộ trưởng tại tứ bang, Caraburu, Tổng thống Maduro nói với báo chí rằng ông ta đang đánh giá làm sao phục hồi lại liên hệ tốt với Colombia, Ông ta muốn có liên hệ tốt, hòa bình với Colombia, nhưng cần thiết là phải dựa trên các căn bản tôn trọng công việc nội bộ. Trước đó, tổng thống Maduro lên án tổng thống Santos đã trao sự hợp pháp cho đối thủ đã âm mưu ám sát ông ta. Trong đầu tuần này, ông Maduro tuyên bố ngưng liên hệ ngoại giao với Colombia, rút đặc sứ tham dự cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Colombia và lực lượng vũ trang cách mạng Colombia hay FARC ở thủ đô Havana của Cuba để phản đối. Thống đốc Capriles đã tới Colombia nhấn mạnh rằng ông Maduro đã gian lận mới chiến thắng được cuộc bầu cử trong tháng Tư vừa qua với sự cho lệ chỉ có 1.5% số phiếu. Colombia là một quốc gia đồng minh thân cận của Hoa Kỳ trong lúc cố Tổng thống Hugo Chavez, người tiền nhiệm và lãnh đạo ông Maduro, được coi là tiếng nói chống Hoa Kỳ mãnh liệt nhất ở châu Mỹ Latin mặc dù khác biệt lý tưởng chính phủ hai quốc gia venezuela và colombia đã luôn luôn dẹp qua một bên các sự khác biệt này để giúp hàng hóa lưu thông chống du kích và buôn lậu hoạt động tại biên giới